Chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập kiểm tra học kỳ 1 tiếp theo nhé. Đầu tiên, cô sẽ ôn cho mình phần lý thuyết nhé. 1. Sử dụng biến và hằng trong chương trình. Một nhỏ, khai báo biến. Việc khai báo biến gồm khai báo tên biến và khai báo kiểu dữ liệu của biến, cú pháp khai báo biến và tên biến 2 chấm kiểu dữ liệu chấm phẩy. Ví dụ va chiều cao 2 chấm real chấm phẩy, nghĩa là ở đây chúng ta khai báo một cái biến tên là chiều cao với kiểu dữ liệu là số thật. Trong một chương trình, để khai báo nhiều biến, chúng ta sử dụng cú pháp va danh sách biến 2 chấm kiểu dữ liệu chấm phẩy. Khi chúng ta viết cú pháp thì chúng ta để cái dấu ngoặc nhọn hay không cũng được, nhưng khi chúng ta viết thực tế á, thì chúng ta không sử dụng cái cặp ngoặc nhọn này nhé. Rồi ví dụ số lượng phẩy đơn giá 2 chấm integer chấm phẩy tổng tiền 2 chấm real chấm phẩy, nghĩa là chúng ta đã khai báo biến số lượng, biến đơn giá có kiểu dữ liệu là số nguyên và biến tổng tiền có kiểu dữ liệu là số thật. Hai nhỏ, sử dụng biến trong chương trình. Các thao tác có thể thực hiện với biến là gán giá trị cho biến và tính toán với các biến. Câu lệnh gán có cú pháp tên biến 2 chấm bằng biểu thức chấm phẩy. Ví dụ a 2 chấm bằng 5 thì chúng ta gán cái giá trị 5 cho biến a. Đó, hay chúng ta muốn tính tổng của hai biến x y thì chúng ta sẽ gán như sau: tổng 2 chấm bằng x cộng y chấm phẩy. Chúng ta nhớ là chúng ta sử dụng phép gán là cặp dấu 2 chấm bằng. Hằng. Việc khai báo hằng gồm khai báo tên hằng và khai báo giá trị của hằng. Cú pháp khai báo hằng const tên hằng bằng giá trị chấm phẩy. Ví dụ const số lượng bằng 20 chấm phẩy. Là giả sử đây chúng ta khai báo một cái hằng tên là số lượng với giá trị là 20. Đó. Rồi. Lưu ý, trong Pascal khi muốn ghi chú một đoạn chương trình, có nghĩa là chúng ta muốn ghi chú lại đoạn chương trình này làm gì thì chúng ta đặt giữa cặp dấu mở ngoặc nhọn và đóng ngoặc nhọn. Đó, hoặc là mở ngoặc tròn sao và sao đóng ngoặc tròn. Rồi, chúng ta nhớ ha, khai báo biến thì chúng ta sử dụng từ khóa va, khai báo hằng chúng ta sử dụng từ khóa con. Khai báo biến thì chúng ta sử dụng dấu 2 chấm. Còn khai báo hằng chúng ta sử dụng dấu bằng. Đó. Rồi. Từ bài toán đến chương trình. Xác định bài toán. Bài toán là một công việc hay một nhiệm vụ mà mình cần phải giải quyết. Xác định bài toán là xác định điều kiện cho trước và xác định kết quả cần thu được. Quá trình giải bài toán trên máy tính. Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm các bước, đó là xác định bài toán, mô tả thuật toán và viết chương trình. Thì xác định bài toán là chúng ta xác định điều kiện cho trước, hay nói cách khác là thông tin đã cho. Thuật ngữ tin học ở đây mình sử dụng là input. Xác định kết quả cần nhận được, đây chính là thông tin cần tìm. Thuật ngữ tin học mình sử dụng là output. Mô tả thuật toán là diễn tả cách giải bài toán bằng dãy các thao tác cần phải thực hiện. Viết chương trình dựa vào thuật toán ở trên, viết chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình thích hợp. Ba nhỏ, thuật toán và mô tả thuật toán. Mô tả thuật toán nghĩa là liệt kê các bước theo thứ tự thực hiện. Chúng ta thực hiện bước nào rồi tới bước nào. Thuật toán nó là dãy các thao tác cần thực hiện theo một trình tự xác định để thu được kết quả cần thiết từ những cái điều kiện cho trước. Như vậy từ những cái điều kiện cho trước mà chúng ta đưa ra các thao tác cần thực hiện. Đó, để mà xác định được kết quả thì đó gọi là thuật toán. Trong biểu diễn thuật toán, người ta thường sử dụng ký hiệu mũi tên ngược ha, để chỉ phép gán giá trị cho một biến. Như vậy để giải một bài toán thì có thể có nhiều thuật toán khác nhau, nhưng mỗi thuật toán chúng ta lưu ý chỉ dùng để giải một bài toán cụ thể. Chúng ta qua phần 3, câu lệnh điều kiện. Điều kiện và phép so sánh. Phép so sánh cho kết quả đúng có nghĩa điều kiện được thỏa mãn. Ngược lại, điều kiện không được thỏa mãn. Điều kiện được biểu diễn bằng phép so sánh. Các phép so sánh có kết quả đúng hoặc sai. Hai nhỏ, cấu trúc rẽ nhánh. Cấu trúc rẽ nhánh cho phép thay đổi thứ tự thực hiện tuần tự các bước trong thuật toán. Cấu trúc rẽ nhánh thì gồm có cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ. Đó, chúng ta thấy hình A là cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu, còn hình B chính là cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ. Câu lệnh điều kiện. Trong các ngôn ngữ lập trình, các cấu trúc rẽ nhánh được thể hiện bằng câu lệnh điều kiện. Câu lệnh điều kiện thì gồm có câu lệnh điều kiện dạng thiếu và câu lệnh điều kiện dạng đủ.
Rồi, câu lệnh điều kiện dạng thiếu. Chúng ta thấy nè. Cú pháp if điều kiện then câu lệnh chấm phẩy. Khi chúng ta biết thực tế thì chúng ta không sử dụng cặp dấu ngoặc nhọn này nhé. Câu lệnh điều kiện dạng đủ. Cú pháp if điều kiện then câu lệnh 1 else câu lệnh 2 chấm phẩy. Chúng ta để ý là mỗi một cái câu lệnh điều kiện thì phía sau của nó có cái dấu chấm phẩy. Còn ở trước, ví dụ như là ở trước else thì không có dấu chấm phẩy, hay sau then không có dấu chấm phẩy nhé. Vậy là cô vừa mới ôm cho mình xong phần lý thuyết, cũng giống như phần lý thuyết của kỳ trước đúng không nào? Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ có thêm những cái bài tập để các em ôm lại bài kỹ hơn nhé. Câu 40. Khai báo sau đây có ý nghĩa gì? Va, m, phẩy, n, 2 chấm real, chấm phẩy, y, 2 chấm tra, chấm phẩy. Thì chúng ta nhìn thấy nè, ở đây chúng ta khai báo hai biến, đó là biến m và biến n với kiểu dữ liệu là số thực. Còn biến y có kiểu dữ liệu là ký tự. Cho nên câu đúng ở đây chúng ta sẽ chọn là câu C. Đúng chưa nào? Câu 41. Tìm điểm sai trong câu lệnh khai báo biến sau. Va diện tích 2.10 chấm phẩy. Khai báo biến thì chúng ta thấy là từ khóa va nè. Sau đó đến tên biến 2 chấm kiểu dữ liệu chấm phẩy. Như vậy là chúng ta thấy ở đây nè. Sau dấu 2 chấm phải là kiểu dữ liệu. Cho nên điểm sai ở đây của chúng ta sẽ là câu A ha, sau dấu 2 chấm phải là kiểu dữ liệu chứ không phải là con số 10 là giá trị nhé. Câu 42. Tìm điểm sai trong câu lệnh khai báo hàng sau. Cons điểm trung bình 2 chấm bằng 9.5 chấm phẩy. Thì chúng ta đã biết rồi nè, khai báo hàng là cons tên hàng bằng giá trị chấm phẩy. Như vậy ở đây chúng ta dư dấu 2 chấm, đúng chưa nào? Chúng ta tiếp tục. Câu 43. Để thực hiện việc tăng giá trị của biến nhớ x lên một đơn vị, kết quả gán trở lại biến nhớ x thì phép gán nào sau đây đúng? Thì chúng ta đã biết rồi ha. Để tăng biến nhớ x lên một đơn vị có nghĩa là x cộng với 1 đó. Rồi, vậy chúng ta kết quả gán trở lại biến nhớ x thì chúng ta sẽ có phép gán là x 2 chấm bằng x cộng 1 chấm phẩy. Như vậy câu đúng của chúng ta sẽ là câu B. Câu 44. Input của bài toán cho hình thang với độ dài đáy lớn là A và độ dài đáy nhỏ là B. Tính độ dài đường trung bình của hình thang là thì chúng ta đã biết rồi, cái gì mà đề bài cho thì đó chính là input, và đề bài yêu cầu mình đi tìm, đi tính thì đó là output. Như vậy câu 44 input sẽ là độ dài đáy lớn là A và độ dài đáy nhỏ là B của hình thang. Rồi, như vậy câu 45 tìm output thì sẽ là độ dài đường trung bình của hình thang. Đúng chưa nào? Rất là đơn giản. Tiếp tục câu 46. Phép so sánh 10 nhân 20 lớn hơn 301 cho kết quả đúng hay sai? Chúng ta thấy ha, phép so sánh chỉ cho kết quả đúng hoặc là kết quả sai. 10 nhân với 20 bằng 200 thì không thể lớn hơn 301 được. Cho nên câu 46 B sai. Câu 47. Phép so sánh 25 díp 3 bằng 8 cho kết quả đúng hay sai? Rồi 25 chia cho 3 thì được phần nguyên là 8. Đúng chưa? Như vậy phép so sánh này cho chúng ta kết quả đúng. Câu 48. Nếu trời mưa thì Long sẽ không đi đá bóng. Cách thể hiện hoạt động phụ thuộc vào điều kiện như trên. Chúng ta gọi là cấu trúc rẽ nhánh dạng dạng thiếu ha, tại vì mình chỉ có nếu thì thôi, mình không có ngược lại hay là không có một cái hành động khác nào đó xảy ra nữa. Rồi, 48 D. Chúng ta tiếp tục câu 49. Câu lệnh điều kiện nào sai? Rồi các em dò từng cái câu lệnh điều kiện nhé, xem có câu lệnh điều kiện nào chưa đúng cú pháp hay không. Câu A đúng cú pháp. Câu B đúng cú pháp. Câu C, if x lớn 0, then write x bằng y là cái gì đó. Rồi, như vậy câu không đúng cú pháp chính là câu C. Câu D, đúng cú pháp. Như vậy câu lệnh điều kiện sai ở đây là câu C. Câu 50, câu lệnh điều kiện nào đúng? Chúng ta cũng dò từng câu lệnh nhé. Rồi, chúng ta dò đầu tiên thì câu A chính là câu lệnh điều kiện đúng. Vậy câu B sai chỗ nào nhỉ? Sau đen có chấm phẩy sai. Câu C, phép gán là A 2 chấm bằng, thiếu dấu bằng ở chỗ A 2 chấm bằng A cộng 1 sai.
Câu D, phép gán cũng phải có dấu hai chấm, cho nên câu đúng sẽ là câu A. Câu 51, sử dụng câu lệnh điều kiện trong Pascal thể hiện nội dung nếu C bằng 1 thì in ra giá trị của C. Như vậy nếu chúng ta viết dưới dạng câu lệnh điều kiện thì chúng ta sẽ viết là if C bằng 1 then write C hoặc là write line C đều được ha. Rồi chúng ta dò nhé. Và chúng ta nhớ phía sau của câu lệnh điều kiện sẽ là dấu chấm phẩy. Câu A, read line C, read line là nhập C sai. Câu B, rồi câu B chính là câu đúng. Câu C sai chỗ nào nhỉ? Phép so sánh thì không có dấu hai chấm nhé. Câu D, sau đen không có dấu chấm phẩy nhé. Cho nên câu đúng của chúng ta sẽ là câu B. Tiếp tục, câu 52. Sử dụng câu lệnh điều kiện trong Pascal thể hiện nội dung nếu S chia hết cho 5 thì giảm giá trị của T xuống 1 đơn vị. Ngược lại, in ra giá trị của S. Ta viết như sau. Nếu S chia hết cho 5, có nghĩa là if S mod 5 bằng 0. Đấy. Giảm giá trị của T xuống 1 đơn vị, có nghĩa là T 2 chấm bằng T trừ 1. In ra giá trị của S, có nghĩa là write hoặc là write lại S. Như vậy câu đúng sẽ là if S mod 5 bằng 0, then T 2 chấm bằng T trừ 1, else write S chấm phẩy. Câu đúng của chúng ta sẽ là câu D. Câu 53. Sau khi thực hiện câu lệnh if 29 mod 3 bằng 0, then y 2 chấm bằng y trừ 1 chấm phẩy, giá trị của biến y sẽ là bao nhiêu nếu trước đó giá trị của y là 3? 29 mod 3, nó 29 chia cho 3 thì phần dư của nó không có bằng 0. Cho nên không có thực hiện câu lệnh phía sau từ khóa đen. Như vậy y vẫn giữ giá trị là 3. Câu 54. Sau khi thực hiện xong đoạn chương trình sau, A 2 chấm bằng 2, B 2 chấm bằng 4, C 2 chấm bằng 2 chấm phẩy. If A lớn hơn B, then C 2 chấm bằng A cộng B chấm phẩy. Thì đây chúng ta thấy A bằng 2, B bằng 4. Như vậy A không lớn hơn B. Cho nên câu lệnh sau từ khóa đen sẽ không được thực hiện. Do đó mà C vẫn giữ giá trị là 2. Rồi, rất là đơn giản đúng không nào? Như vậy thì cô vừa mới hướng dẫn cho mình thêm các cái bài tập để mình ôn tập học kỳ 1. Các em xem video nhiều lần để hiểu bài, ghi nhớ bài học, nghe theo hướng dẫn của giáo viên trong suốt quá trình học tập nhé. Chúc tất cả các em thi đạt kết quả tốt. Chào tất cả các em. Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả các em.